chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học số 79. Trong bài học số 79, chúng ta sẽ cùng nhau làm một món đồ uống cocktail lên một loại long drink rất là nổi tiếng có tên là Blue Lagoon. Để làm được món Blue Lagoon, chúng ta cần những nguyên liệu sau. Nguyên liệu bao gồm vodka, rượu blue, Sprite, chanh và đá bi. Sau khi chúng ta đã có nguyên liệu rồi, các bạn cần một số những dụng cụ cơ bản. Chúng ta cần một cốc cao, một bình lắc, rích đông rượu, dụng cụ vắt chanh, và các bạn cần một bộ dao và thớt. Sau khi đã có được nguyên liệu và dụng cụ, các bạn cần trải qua chỉ cần 4 bước thôi. 4 bước thao tác là chúng ta có thể hoàn thành một loại đồ uống rất là nổi tiếng có tên là Blue Lagoon này. Bước thứ nhất, các bạn cần chuẩn bị. Bước thứ hai, các bạn đo nguyên liệu. Chúng ta cho mình lắc, lắc từ 8 đến 10 lần, lắc thật mạnh. Sau khi các bạn lắc xong, các bạn chút ra ly. Bước thứ ba, các bạn cho đá và làm đầy bằng Sprite. Và cuối cùng là bạn trang trí, và chúng ta đã hoàn thành một ly đồ uống rất nổi tiếng này rồi. Đấy là 4 bước tôi vừa giới thiệu. Sau đây thì tôi mời các bạn sẽ quan sát chú ý từng bước một để chúng ta đỡ bị nhầm lẫn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Sau khi các bạn đã có được bước thứ nhất, đó là chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu lên bề mặt, chúng ta tiến hành bước tiếp theo, đó là chúng ta vắt chanh và đong nguyên liệu để chuẩn bị lắc. Các bạn cắt chanh. Về phần quả chanh, các bạn lưu ý chúng ta sẽ chọn những quả cứng đều, bề mặt không quá mỏng, và trọng lượng chanh được cứ khoảng độ 20 đến 22 quả trên một cân, như thế là tiêu chuẩn. Trước khi vắt chanh, các bạn lưu ý các bạn cần bỏ cái hạt ra, gạt hết hạt trước khi vắt, và các bạn vắt không quá chặt, các bạn vắt không quá kỹ, và đặc biệt là không nhoay chanh lên dụng cụ vắt chanh nhiều, như vậy nó sẽ bị đắng. Bước đo nguyên liệu và lắc. Về phần đo nguyên liệu, các bạn lưu ý chúng ta đo nguyên liệu từ nguyên liệu có nồng độ cồn thấp cho đến nguyên liệu có nồng độ cồn cao. Ví dụ trong trường hợp này, chúng ta có 3 nguyên liệu cơ bản, đó là nước chanh, rượu mùi blue curacao và vodka. 3 trường hợp này các bạn sẽ đo nước chanh đầu tiên. Tiếp theo là rượu mùi. Cùng vodka. Các bạn biết tại sao mình cần phải đong như vậy không ạ? Bởi vì nếu như các bạn đong sử dụng nguyên liệu có nồng độ cồn cao, khi chúng ta cho vào trước, quá trình đong nguyên liệu tiếp theo, nguyên liệu đó đã bị bay hơi, và như vậy là đồ không đảm bảo cái vị nó chuẩn nhất có thể. Nên các bạn phải đong từng nguyên liệu có nồng độ cồn thấp đến nguyên liệu có nồng độ cồn cao. Tất cả các nguyên liệu trong chai, các bạn lưu ý khi dùng xong các bạn phải đóng chặt nắp, đảm bảo không bị rơi hoặc không bị bay hơi. Sau khi bạn đong nguyên liệu ở trong này, chúng ta cho đá và chúng ta lắc từ 8 đến 10 lần, lắc thật nhanh. Các bạn lưu ý, khi nắp vào chúng ta cần mở một cái nắp nhỏ phần trên ra để cho nó được thoát khí, để quá trình lắc nó không bị bật ra. Các bạn, phần lắc thì chúng ta đã học được rất nhiều ở những bài trước rồi. Tay thuận các bạn đẩy lên trên chắn lên phần nắp nhỏ, tay trái đẩy bên dưới, và chúng ta nghiêng 45 độ, và các bạn lắc theo hình elip như thế này, lắc thật mạnh. Quá trình lắc xong, các bạn thêm một vài thao tác cho đây vị nhé. Chúng ta bắt đầu nhé. Đó, vẫn là thế.
Thế là chúng ta xong. Các bạn chút ra ly. Cuối cùng các bạn làm đầy bằng Sprite và chúng ta trang trí và phụ khách. Các bạn lưu ý để là rót được cái phong cách là mặt phẳng, các bạn cần làm ướt lon, làm ướt tay. Các bạn khóa và chúng ta rót. Về phần trang trí, các bạn có thể trang trí một lát chanh. Tuy nhiên đây là một loại đồ uống nó có tên là Blue Lagoon, biển xanh sâu thẳm. Thì các bạn có thể là khi mà các bạn trang trí chanh vào thì là rất là hợp lý. Tuy nhiên thì màu xanh của chanh lẫn màu xanh của đồ uống nó sẽ không tương phản được. Nên chúng ta có thể sử dụng một màu vàng cho nó lạ hẳn. Vậy chúng ta có thể dùng lát cam. Các bạn muốn gách phần lát cam, cắt lát nâng cao, các bạn có thể chống một cái tăm nhỏ xíu bên trong. Sau khi chúng ta đã có nguyên liệu và các bạn trải qua 4 bước thao tác và cuối cùng chúng ta đã có một ly đồ uống rất nổi tiếng có tên là Blue Lagoon. Là một trong những loại đồ uống nó được phát hiện vào những năm 1972 ở các vùng vùng biển Caribe. Đây là một loại đồ uống được kết hợp giữa vodka, rượu mùi, có hương vị cam rừng và một nguyên liệu khác đó là lemonade hoặc là Sprite. Tên của nó cũng như thể hiện được cái màu, đó là Blue Lagoon. Đồ uống này được sáng tạo ra vào những năm 1972 ở vùng biển Caribe, là một trong những loại đồ uống cực kỳ nổi tiếng hiện tại. Chúc bạn thành công!